Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, lời Chúa mà chúng ta vừa nghe cho chúng ta biết, với quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, Ngài yêu thương và săn sóc từng người một. Việc làm của Thiên Chúa khác với ý nghĩ của con người, khiến cho con người không tin Thiên Chúa có thể biết, có thể yêu thương và chăm sóc cho từng người một. Trong bài đọc thứ nhất, người Do Thái kêu trách Thiên Chúa: Đường tôi đi Đức Chúa không nhìn thấy, quyền lời của tôi Thiên Chúa chẳng đói hoài. Và thiên tri Isaiah đã sửa sai quan niệm này và chứng minh cho họ biết rằng nếu Thiên Chúa có thể gọi đích danh từng ngôi sao một, Ngài cũng có thể gọi đích danh từng người một. Nói cách khác, vì Thiên Chúa gọi nên tất cả được tạo thành. Vì Thiên Chúa là đấng uy linh, quyền năng, khôn ngoan và thông biết mọi sự, cho nên người không mệt mỏi cũng chẳng nhọc nhằn trong việc quan phòng, chăm sóc và yêu thương con người. Những ai cậy trông vào người thì được người ban sức mạnh. Như thể chim bằng họ tung cánh, họ chạy hoài mà không mệt mỏi, và đi mãi mà chẳng trùng chân. Người ban sức mạnh cho những ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực người làm cho nên cường tráng. Còn những ai không biết cậy trông nơi người, thì cho dẫu là thanh niên cũng mệt mỏi nhọc nhằn, cho dẫu là trai tráng cũng ngã nghiêng lảo đảo. Còn trong bài phúc âm, Chúa Giêsu biết nỗi vất vả và gánh nặng nề của từng người, cho nên Chúa đã kêu gọi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề: Hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chúa Giêsu không hứa làm cho con người không phải đau khổ, nhưng Ngài hứa sẽ giúp cho con người vượt qua đau khổ. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Và Chúa giúp cho con người vượt qua đau khổ bằng cách dạy dỗ cho con người hai bài học quan trọng trong cuộc đời. Đó là: Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhượng trong lòng. Anh chị em thân mến, trong đời của mỗi người ai cũng đã trải qua những kinh nghiệm như Chúa Giêsu mô tả hôm nay. Đó là mặc dù chúng ta đã cố gắng hết sức,
nhưng vẫn không gánh nổi những đau thương ở trong cuộc đời. Con người vẫn tìm nhiều cách để thoát khỏi những sự vất vả nặng nề. Thế nhưng trong thực tế, rất khó để có thể dứt bỏ mọi gánh nặng đau khổ. Bởi vì như Chúa Giêsu đã nói, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Và hơn nữa, có những gánh nặng gắn liền với cuộc sống, cuộc kiếp con người, như là tuổi già, bệnh tật, gia đình, con cái. Và đối với chúng ta, vấn đề quan trọng không phải là gánh nặng, mà là thái độ của chúng ta đối với gánh nặng ấy. Nếu chúng ta biết đón nhận trong yêu thương thì gánh nặng sẽ trở nên êm ái nhẹ nhàng. Và Chúa Giêsu đã cho chúng ta bí quyết và phương thế để thực hiện điều đó là hãy đến với Chúa. Chúa sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Nhiều lúc ở trong cuộc đời chúng ta cảm thấy cô đơn, mệt mỏi, chán chường, thất vọng, bởi vì chúng ta chiến đấu một mình. Nhưng nếu chúng ta biết chạy đến với Chúa để xin Ngài giúp sức, thì mọi sự sẽ trở nên dễ dãi, nhẹ nhàng. Và chính Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi trở ngại khó khăn bằng chính sức mạnh của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa hứa sẽ ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, để đồng hành, an ủi và nâng đỡ chúng con trong mọi ngày sống. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa trong mùa vọng này, vì đến với Chúa, Chúa sẽ biến gánh nặng thành nhẹ nhàng, biến khóc than thành nụ cười, biến đau thương thành niềm vui, biến nước mắt thành lời kinh tạ ơn chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con biết tìm sức mạnh ở nơi Chúa. Amen. Anh chị em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có biết bao nhiêu điều phải lo toan cho gia đình cũng như cho những sinh hoạt xã hội. Những vất vả và gánh nặng đó nhiều lúc làm cho chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng, muốn ngã lòng, không còn ý nghĩa trong cuộc sống, không còn hy vọng cho cuộc đời. Nhưng có Chúa nâng đỡ thì gánh nặng của chúng ta sẽ nhẹ nhàng biết bao. Hỡi tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chúa Giêsu sẽ cất gánh nặng trên vai ta khi ta dám đi và nhận thánh ý của Ngài. Vậy cái ách và gánh nặng của Chúa Giêsu là gì mà Ngài mời gọi chúng ta đón nhận? Đang khi những người lãnh đạo cai trị dân bằng những thứ luật bất công, thu tích quyền lợi của dân bằng quyền lực, thì gánh và ách của Chúa Giêsu lại là tình yêu thương, là lòng thương xót và nhân hậu nâng đỡ chúng ta. Như thế có nghĩa là ngay trong những đòi hỏi của luật, Thiên Chúa luôn bày tỏ tình thương với con người. Và ngay cả khi chúng ta tội lụy chối bỏ Ngài, Ngài vẫn thương xót chúng ta. Ngài là đấng thiện hảo và uy quyền, Ngài hiền hậu và khiêm nhường, Ngài đi với chúng ta, Ngài cứu sống chúng ta. Ách của Ngài thì êm ái và gánh của Ngài thì nhẹ nhàng. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Ambrosio, giám mục, vị thánh sống ở thế kỷ thứ 4. Khúc quanh của cuộc đời Ngài khởi đi năm đấy Ngài 33 tuổi.
Bấy giờ ở thành Mi Lăng có một vị giám mục chết, hàng giáo phẩm và giáo dân tiến hành việc bầu một vị giám mục mới nhưng không thành, và người ta lộn xộn, người ta mất an ninh trật tự. Vì thế quan tổng trấn của thành Mi Lăng đã đến để giải quyết công việc cho ổn định. Và chúng ta thấy rằng đang lúc để duy trì trật tự công cộng, vị quan tổng trấn đến nhà thờ. Ngài hùng hồn lên tiếng, không ủng hộ phe phái nào cả, nhưng tìm kiếm sự hòa bình và ổn định. Đang lúc Ngài nói như vậy thì bỗng dưng có một người hô to, vậy thì chúng ta bầu Ambrosio làm giám mục đi. Tất cả mọi người đồng thanh hoan hô Ambrosio làm giám mục. Lúc bấy giờ Ngài chưa theo đạo, và rồi Ngài phải được học tập để chuẩn bị lãnh bí tích rửa tội, rồi lãnh các bí tích khác nữa, đến bí tích chuyển chức linh mục, rồi giám mục. Cuộc đời mà Chúa dắt Ambrosio đi bất ngờ, ách của Ngài nặng nề, nhưng Ambrosio đã đón nhận trong thái độ khiêm tốn, trở thành nhẹ nhàng và tốt đẹp. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, có những lúc rất bất ngờ, có những lúc có những khúc quanh mà chúng ta không nghĩ đến. Đón nhận thánh ý Chúa, giao phó tất cả cho Ngài, và chúng ta được Ngài đồng hành trong cuộc sống và sẽ đem đến cho chúng ta những tốt đẹp. Amen.